like a Hellcat. Chào các bạn, chào các anh chị nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái tổ ong của mình. Và cái video này cũng chia sẻ cho các bạn là để các bạn không bị hiểu nhầm cái tổ ong của mình nhé. Thì hôm nay mình chia sẻ cái tổ ong này là nó có hai con ong chúa nhé. Nó có hai con ong chúa ở trong tổ. Thì nếu như các bạn mới nuôi ấy, thì các bạn sẽ hiểu nhầm nó ngay là cái tổ ong này nó sẽ chuẩn bị chia đàn nha. Thì các bạn sẽ tách đàn nó ra, dù là tổ ong của các bạn rất là nhỏ. Thì hôm nay mình sẽ mở cho các bạn xem và mình sẽ giải thích rõ cho các bạn là cái tổ ong của mình là nó có hai con chúa nha. Nó rất là ít thôi, nhưng mà tại sao nó lại có hai con chúa? Đó, bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Rồi, nhộc cũng ok các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ tìm con ong chúa thứ nhất cho các bạn xem nhé. Đây, ở bên góc này đây. Đó, đây có một con ong chúa nhá. Đó, con ong chúa này là mình cắt cánh nhá. Sẽ tìm con thứ hai. Ong khá là đông cho nên là khó tìm. Chắc là nó ở bánh bên kia rồi. Chắc là nó ở bánh bên kia rồi. Nó khá là dày cho nên là mình tìm hơi khó nha các bạn. Thế mình lật bên này thì nó lại chuyển qua bên kia. Ong nó bầu khá là kín, mình tìm rất là khó nha các bạn. Tại vì lúc nãy mình mở kiểm tra thì mình thấy hai con ong chúa, nhưng mà cái hiện tượng này không phải là nó chia đàn các bạn nhé. Thôi, dù gì thì mình cũng không tìm được thấy nó. Nó ở trong này thôi nhưng mà không tìm được thấy.
tại sao cái tổ ong nó lại có hai con chúa dù tổ ong nó rất là ít như này. Thì mình sẽ giải thích cho các bạn biết là cái tổ ong này á, lúc mình ghép hai đàn lại thành một đàn nó rất là lớn, cho nên là mình đã tách nó ra thành hai đàn rồi. Hôm bữa trước mình ghép vào nó lớn rất là, nó rất là mạnh, cho nên là chỉ sau 2 tháng thôi mình thấy nó quá là đông, cho nên là mình đã tách ra thêm một đàn, mình lấy chúa của tổ khác mình lại tách ra một đàn. Xong rồi cái đàn này á, là mình để cái chúa cũ, cái chúa già ấy. Thì mình không biết là lúc mình chọn chúa là mình cũng chọn nhầm con chúa già, cho nên là mình để con chúa già. Sau đó thì cái con chúa già này á, là nó già nó yếu, thì cái chất pheromone của nó ít rồi, nó không còn sức để mà quản lý đàn nữa, sức đẻ nó cũng yếu dần, cho nên là nó sẽ tạo thêm một con chúa đổi ngôi nhá. Đó, xong rồi hai con chúa này nó sẽ sống song song với nhau, khi nào con chúa già chết thì thôi. Còn nếu như mà nó làm hai con chúa ra ấy, mà chúa non ấy, thì nó tự nhiên nó sẽ hủy một con, nếu như không chia đàn nhá. Còn nếu như nó chia đàn thì nó sẽ chúa non nó sắp nở thì chúa già nó sẽ dẫn đàn bay đi luôn, nó không đợi được đến cái con chúa non nở ra đâu, thì nó sẽ không có cái chuyện mà hai con chúa non sống chung ở trong một cái đàn đâu, nó sẽ tự khắc nó sẽ tiêu đi một con, nó chỉ để con thôi các bạn nhá. Nhưng mà cái con chúa già nó còn đang ở đó thì nó không bay đi được đâu, nó chuẩn bị nó cũng đời nó cũng hết rồi, cho nên là nó cũng không có cái chất pheromone mạnh nữa, cho nên là nó cũng không có gây ảnh hưởng gì đến cái con chúa non, cho nên nó sẽ không có cắn nhau, nên nó có hai con chúa non, nó có hai con chúa ở trong một đàn. Thì mình lưu ý cho các bạn á, là các bạn thấy như thế, thấy hai con chúa mà ở trong đó, ở trong cùng một đàn ong ấy, thì các bạn đừng có vội chia đàn. Bởi vì khi mà có hai con chúa nằm song song với nhau mà nó mới nở ra ấy, là nó đã bay đi một đàn rồi, các bạn sẽ không thấy được đâu, nó chia đàn rồi. Đó, cho nên là các bạn không cần phải chia đàn, cũng không cần phải giết một con nào, một con đi, cứ để cho nó tự nhiên như vậy. Nó sẽ, thời gian nó sẽ tự loại trừ những cái con yếu, sẽ tự nhiên nó sẽ tự mất thôi, con khỏe nó sẽ ở lại. Đó, thì cái video của mình chủ yếu là chia sẻ cho các bạn đừng có hiểu nhầm cái tổ ong của mình chia đàn, thế thôi. Video nội dung của mình đến đây cũng hết rồi, nội dung cũng ngắn thôi. Nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn hãy chia sẻ cho mình và đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.